Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đó, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải chỉ đạo có giải pháp cụ thể, chi tiết để xử lý dứt điểm những vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng, khắc phục những tồn tại thiếu sót liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là những công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, rà soát các quy định chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy có bất cập, gặp khó khăn, thực hiện theo chức năng, lĩnh vực quản lý. Tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật trong công tác phòng cháy chữa cháy để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và triển khai thực hiện thuận lợi. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ban ngành chủ động kịp thời giải đáp, hướng dẫn đầy đủ cụ thể, chi tiết quy định và giải pháp để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân khắc phục tổng thể các vi phạm thiếu sót về phòng cháy chữa cháy của công trình, cơ sở, phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, rà soát chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy để kịp thời xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế số bước đầu đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh Đắk Lắk. Toàn tỉnh đã có 1.659 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử, 252.205 hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và tạm dừng kinh doanh trở lại hoạt động tăng, nhiều doanh nghiệp chủ động thích ứng, thay đổi mô hình, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 98,87%, tỷ lệ doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử đạt 100%. Bên cạnh đó, mạng lưới viễn thông được đầu tư rộng khắp đến các khu vực trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 98,9% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được kết nối cáp quang đến trung tâm, sóng điện thoại 2G, 3G, 4G phủ đến tận các thôn buôn. Hơn 60% dân số sử dụng Internet, 57,07% dân số sử dụng điện thoại thông minh. Đặc biệt, việc đào tạo nhân lực để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả được tỉnh quan tâm triển khai. Đến nay, Đắk Lắk có 1.163 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số thiết yếu. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4 của tỉnh Đắk Lắk đạt 157 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 540 triệu đô la Mỹ, bằng 33,8% kế hoạch, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu giảm nguyên nhân do ảnh hưởng từ lạm phát thế giới tăng nhanh, sự leo thang của giá cả các mặt hàng xuất khẩu đã tác động đến nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn trên thế giới. Trong đó có một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk như cà phê, hồ tiêu. Về kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4, ước đạt 28 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 90 triệu đô la Mỹ, bằng 90% kế hoạch, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu giảm so với cùng kỳ do các dự án nhà máy đã cơ bản nhập xong thiết bị, máy móc phục vụ xây dựng dự án. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài, giá tiêu hạt ở mức thấp cộng với dịch bệnh khiến diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giảm mạnh. Trong những ngày gần đây, giá tiêu đã tăng trở lại, khiến người trồng phấn khởi. Hiện giá tiêu hạt tại các vùng trọng điểm trong nước đều dao động quanh mốc 74.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, so với đầu tháng 5, giá tiêu trong nước đã tăng 6.000 đến 7.000 đồng trên 1 kg và vượt mốc 73.000 đồng trên 1 kg tại tất cả các địa phương. Với mức giá này, người trồng tiêu đã có lãi. Trong những tháng gần đây thì giá tiêu lên thì bà con nông dân trồng hồ tiêu thì cũng thấy phấn khởi, cũng mong muốn là cái giá tiêu mà nó cao hơn một chút nữa thì bà con nông dân vì cuộc sống nó ổn định hơn. Theo các cơ quan chức năng, giá hồ tiêu tăng là do nguồn cung ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đều giảm mạnh sau 4 năm liên tiếp tiêu bán dưới giá thành sản xuất. Mặt khác, vụ thu hoạch năm nay ảnh hưởng của thời tiết bất thường khiến cây hồ tiêu mất mùa, làm giảm sản lượng. Hiện nay nhiều hộ trồng hồ tiêu đang có tâm lý găm hàng lại chưa bán vội, trong khi đó các thương lái cũng đẩy mạnh việc gom hàng khiến nguồn cung hồ tiêu thiếu cục bộ. Thì hiện nay là đang vận động các cái hộ gia đình trồng trọt các loại cây trồng như là như cây ăn trái này, đấy, vải, nhãn, rồi là bơ, sầu riêng, đấy, hồ tiêu thì đang thành lập các cái tổ tại các câu lạc bộ và có chủ trương chung thì hỗ trợ cho bà con các cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân từ trung ương, tỉnh, huyện
để tạo điều kiện cho bà con canh tác phát triển sản xuất trong thời gian tới. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk có gần 31.000 ha hồ tiêu, năng suất gần 3 tấn trên 1 ha, sản lượng gần 80.000 tấn trên 1 năm. Trước đây hồ tiêu được coi là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây do giá xuống thấp khiến cho người dân không còn mặn mà trong việc đầu tư chăm sóc, dẫn đến nhiều diện tích tiêu bị chết hoặc người dân phá bỏ để trồng các loại cây khác. Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân duy trì việc chăm sóc, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để ổn định năng suất, sản lượng vườn cây. Thưa quý vị và các bạn, cũng như các loại nông sản khác, mỗi lô khoai lang tươi xuất sang Trung Quốc phải có đầy đủ chứng thư kiểm dịch thực vật, thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, đồng thời đáp ứng về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là không nhiễm các sinh vật gây hại. Những nông dân đang trồng khoai lang xuất khẩu tại tỉnh Đắk Lắk đã đảm bảo các điều kiện này và chuẩn bị cho việc xuất khẩu chính ngạch. Nông dân xã Đắk Nuê, huyện Lắk đang trồng khoai lang Nhật ruột vàng và có chất lượng sản phẩm khác biệt so với nhiều vùng trồng khác do khí hậu thổ nhưỡng phù hợp. Bà con rất vui mừng vì chưa năm nào khoai lang được mùa được giá như năm nay. Thì là khoai nó cũng được mua được giá hơn năm ngoái, thì bà con chúng tôi thì cũng đỡ vất vả, công việc nó ổn định, nói chung là đầu ra thì nó ổn định, cho nên là các bà chị em cũng phấn khởi tăng cường tăng giá sản xuất để vụ sau làm nhiều hơn. Không phải từ khi Trung Quốc nhập khẩu chính ngạch khoai lang Việt Nam mà đã hơn 3 năm nay, nông dân ở đây đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm với sự đồng hành của hợp tác xã. Chúng tôi là chăm sóc toàn bộ sinh học theo hướng Việt Giáp mà công nghệ cao. Thì khoai lang đi chính ngạch xuất khẩu thì giá năm nay quá cao. Bắt đầu từ dư là chuẩn bị khoai xuất khẩu đi đúng ngạch thì nông dân như là cây từ từ. Cây dần dần để khí con khoai con đẹp á. Hợp tác xã nông nghiệp Thành Tín đã xây dựng được cái mã vùng trồng cho 130 ha trồng khoai lang Nhật Bản. Thì cái khâu chuẩn bị chúng tôi là đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường xuất khẩu. Hàng năm tỉnh Đắk Lắk trồng khoảng 7.000 đến 10.000 ha khoai lang mỗi năm, năng suất khoảng từ 25 đến 30 tấn mỗi ha. Ngày 9 tháng 11 năm 2022, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư về xuất khẩu khoai lang từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đây là tín hiệu vui cho người nông dân cũng như doanh nghiệp xuất khẩu. Trước hướng mở của thị trường xuất khẩu, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai công tác thiết lập mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói khoai lang xuất khẩu. Cục Bảo vệ Thực vật đã lập kế hoạch tổ chức những lớp tập huấn hướng dẫn về các điều kiện cụ thể để thiết lập mã số vùng trồng cũng như một số yêu cầu kỹ thuật liên quan. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều giáo viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là không ngừng nỗ lực, đem hết tâm huyết, trí tuệ để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Cô giáo Đinh Thị Thu Hoài, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Krông Năng là một điển hình như thế. Những tiết dạy Anh văn của cô Đinh Thị Thu Hoài luôn thu hút sự chú ý theo dõi của các em học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy học, giúp các em say mê, hứng thú với môn học, cô Hoài không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, đem hết tâm huyết của mình vào bài giảng, giúp các em nắm vững kiến thức, bài học một cách tốt nhất. Đối với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ấy, thì mình luôn luôn nhớ theo lời bác là học, học nữa và học mãi. Chính vì vậy mà khi với một vai trò là giáo viên, luôn luôn là người phải có những kiến thức đi trước để hướng dẫn lại cho các con sau này, thì mình luôn luôn cập nhật những kiến thức mới nhất để làm sao đó mình có ngoài kiến thức còn có phương pháp mới để về truyền đạt cho các con một cách tốt nhất. Thì trong thời gian qua, mình cũng đã tham gia các khóa học đào tạo như của TISO của quốc tế hoặc là Việt TISO của Việt Nam mình, rồi những khóa học đào tạo ngắn hạn trong nước cũng như là của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Thì qua những cái buổi tập huấn dài hạn và ngắn hạn đó, mình cảm thấy là mình học hỏi được rất là nhiều, đặc biệt là trong giai đoạn mới hiện nay, nó làm cho cái đòi hỏi giáo viên với học sinh của mình phải luôn luôn cập nhật cái mới, phương pháp mới để làm sao cái nâng cao cái chất lượng tiếng Anh lên. Ngoài học tập trên lớp, cô Thu Hoài và nhà trường còn khuyến khích các em tham gia cuộc thi tiếng Anh các cấp, duy trì thường xuyên cuộc thi IOL tiếng Anh trên Internet, thành lập câu lạc bộ Năng khiếu tiếng Anh, tổ chức giao lưu chúng em nói tiếng Anh, hùng biện tiếng Anh, qua đó tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, giúp các em nói tiếng Anh tốt hơn. Bên cạnh đó, hàng năm,
Các em còn được tham gia hoạt động dã ngoại, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc hay khám phá thiên nhiên. Điều này vừa tạo cho các em hứng thú thực hành tiếng Anh ngoài môi trường lớp học, vừa phát triển toàn diện về trí tuệ và nhân cách. Trong những tiết học của Miss Hoài thì con thấy nó rất là thú vị và có thể tiếp thu được tốt, tại vì qua những hình ảnh, qua video và qua những cách học rất là thú vị như là bảng chữ cái hoặc là tạo theo nhóm, để chúng ta sẽ có những cái kỹ năng là làm việc nhóm tốt hơn, và chúng ta sẽ có kỹ năng thuyết trình và nói ra những cái điều mà mình mong muốn bằng tiếng Anh, nó sẽ tốt hơn trong khi học vào những cái phương pháp bình thường là học trên sách rồi viết và vở thôi. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân cô Thu Hoài luôn trung thực, giản dị, sống hòa đồng, thương yêu học sinh, tận tâm với sự nghiệp chồng người. Những năm qua, nhiều học sinh do cô dạy, hướng dẫn đã đạt thành tích cao trong cuộc thi tiếng Anh cấp huyện, cấp tỉnh và quốc gia. Riêng cô, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Thực tế là cô là có một sự nỗ lực rất là lớn trong cái việc là tổ chức dạy học cho học sinh. Việc đầu tiên là riêng cô, cá nhân ấy, là cô từ một giáo viên học đại học, rồi cô đi cao học, đó là phần đầu tư bản thân mình ấy. Là nâng cao cái nghề nghiệp. Cái thứ hai là cô dạy về học sinh thì học sinh rất thích. Cái việc tự học, tự nghiên cứu để rồi tổ chức dạy học cho các em là các em rất thoải mái. Cho nên là thường thường các cái cuộc thi ở các cấp thì học sinh của cô rất là tốt, đạt giải khá nhiều. Nghề giáo viên tiếng Anh đòi hỏi sự đổi mới, liên tục trao dồi kiến thức. Vì thế, bên cạnh sử dụng các phương pháp dạy học mới như trực quan, vấn đáp, thực hành, cô Đinh Thị Thu Hoài cũng không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, cập nhật phương pháp mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.